today's Mother's Day, and I take this moment to wish all the beautiful mothers in this world, especially my mother, who is still with me. And I'm very fortunate to have mother and father who are still alive with us. So I'd like to share a short poem that I to dedicate it to my dear father and mother, as well as to all the dear father and mother in this world. Parents is a source of happiness. No love is as true as a mother's love. No love is as pure as a father's love. It is a love of parents so dear, from which joy flows like a stream. My father's smile, I see in my dear brother. Mother's caring love, I see in my dear sisters. Happiness streams from father's lights, guiding me in this world so great. Happiness streams from mother's song, as she gently sings to my heart. Happiness streams from father's light, guiding me in this world so great. Happiness stream from mother's song as she gently sings to my heart. That's a song I composed. Yes, thank you. The Buddha said, no love is as true as a mother love. Is that true? Mother love us unconditionally, so is it our father. They want nothing from us. They just want us to be well, be happy, to be safe, do well in school so that you'll be able to support yourself and the family of yourself in the future. Not them. They never want you to support them. But because we love our parents so dearly, we want to support them when we have a chance. We want to love them when we are there for them. It is a love of parents so dear, from which joy flows like a stream. Do you know the stream? Does it ever end, or the waters keep flowing? The stream of water, is there any end to the stream? Never, huh? The stream is flowing and flowing. That's why when you see water, it's always clear because it's always flowing. And so our love of a father and a mother is like a stream. It keeps flowing. No matter who you are, no matter what you grow up to be, they always love you. They always love you unconditionally. And their stream of love would never end. And because you love your parents so much, you love your father and your mother so much, you know how much they're sacrificed for your life. So you work hard, you strive for the best, and it's the best of yourself, to make your father, mothers be proud of you. And who doesn't want to, right? To make mom and dad to be proud. But sometimes we hang around with wrong friends. So it's important that we have a spiritual ground with ourselves, so that we select the right friends to play. We select the right environment to hang around, to involve. And so coming to a monastery, going to church, maybe Sunday, is very important to ground yourself, because every one of us need guidance, spiritual guidance, so that we always know that we have a home. Not just our family home, but our spiritual home, to come back when we need them, when we need help, when we need to take refuge. My father's smile I see in my dear brother. So when you look at your brother, you can see your father in him. And as
Buddha said, when you look at yourself, you also see your father in you too. Because inside you, there's 50% of your father, and there's a 50% of your mother. So let's say your father's not here with you at this moment. Just look at your brother, and you see that your father is still in him, still in you. In Buddhism, we see passing or dying, it just transitions to another stage of life. All of us come here as a visitor. Some of us visit this world a very long time, like 200 years. Some of us decide to visit here only for 61 years, just like your grandfather. Some of us want to visit this world only 3 days, because there's so much suffering in this world that they find. So they decide to enter another dimension, so where they can find a happy world. Or they want to change a new form. You know, they, when they come to this world, they come with full, ready, and potential. So we all are visitors. So because we are a visitor, we depend on our karma force. So our karma force can ask us to leave anytime, because life is impermanent, as the Buddha said. But it's important that we have to always be aware and alert so that we then navigate our mind consciousness in the direction that we want to go. So it's always keep your mind and mind pure and clear. So let's say when you are ready to transition another life and you say, okay, this is where I want to go. This is where I want to be. Then you have that power. You have that energies to direct yourself. But if you live a life where you always in toxins and your mind's not clear, then when you are ready to die, you don't know where you're going. And that's when your karma force directing you in the wrong direction in a dark world. So it's always keep your mind clear and pure. Healthy body, healthy mind. So even at this moment, when you are happy, when you're joyful, you know what you want to do, right? You know what you need to do to make the people around you happy, to make yourself happy, to make yourself worthy for others. But when you are not happy and when you're angry and upset, what happens? You don't want to do anything, right? You just want to lock yourself in a room in a darkness, little corner. And some kid, you know, harm themselves or take their life. So even your grandfather is not here, but you look at your uncle, your mother, you can see your grandfather. But don't wait until he transitions. Like see that to look into your father, your brother, or your sister to find your father or your mother. Always show your love and your care to your mother and father when they're alive. Like I say, they can leave this world anytime. Anytime, even ourselves. So we need to care and love with the people we live with. Mother caring love I see in my dear sister. So you can find your mother and father in your brother and sister. So anytime you hit your sister, that's when you hit your mother. Anytime you yell at your brother, that's when you yell at your father. So you always want to be gently and kind to your brother and your sister, so that you care and you love your father because they had given you the chance to have your siblings to share this happy world together with. So anytime you're yelled back to your father or your mother, that's when you yell to your ancestors. We don't want to do that, right? Having a stream from Father Light, guiding me in this world so great.
Our father is, you know, probably never show affection to us. He was always like educator, like a teacher, a little tough. But that because he wanted to be tough and strong and to be disciplined. Our mothers, on the other hand, is very gentle and caring. Sing to us, hold us in her arms, cook us a wonderful food when we're hungry. Or when we're not even hungry, she barbecue to us and make us eat. If you remember when you were young, everybody here have a chance to be held by our mother, a lullaby, and sing to us when we were asleep. Or when we sick, to be on our side of the bed and sing to us so well. That's the character of mothers and father. To the love of a mother and father are equally the same. It's just they show differently. So we are very lucky. Most of you are very lucky, like myself, to have mother and father for us. Xin chia sẻ với quý Phật tử và các em, đặc biệt các em không nói tiếng Việt được. Chúng ta, tất cả mọi người chúng ta đều là lữ khách, tức là chúng ta đến đây chỉ tạm thôi, là một khách đi ngang qua thôi. Có khi chúng ta một vị khách thì có khi chúng ta ở lâu như 100 năm, có khi chúng ta ở chỉ 50 năm hay 61 năm như Phật tử như mình Quảng Minh Hiền. Và chúng ta ở đây chỉ có vài ba ngày, bởi vì biết thế giới ta bà rất là đau khổ, cho nên họ chưa chuẩn bị thì họ không muốn đến thế giới này và họ đã đi. Cho nên đối với đạo Phật, cái chết là chỉ đi qua một giai đoạn khác thôi, chứ không phải chết rồi mất luôn. Chết là một giai đoạn qua giai đoạn khác, và tùy theo cái tâm thức của mình, rồi tùy theo cái nghiệp lực của mình muốn đi đâu. Nếu mà mình hàng ngày mình ăn uống dinh dưỡng, tập thể dục và trí óc của mình sáng suốt, thì khi mình chết thì mình biết mình sẽ muốn đi đâu, một cái tâm thức mình sẽ chuyển cái tâm thức mình đi hướng nào thì mình muốn. Nhưng mà nếu mà hàng ngày mình uống rượu say sưa nghiện ngập, thì khi mình chết thì mình sẽ không biết đi đâu cả, bởi vì cái tâm của mình không có sáng suốt. Và khi không sáng suốt rồi đó, thì tùy theo nghiệp lực của mình đẩy mình, thường thường nó sẽ hướng mình đi về cõi u tối, cõi đau khổ. Điều này rất là dễ hiểu. Thí dụ khi mình vui vẻ, mình hạnh phúc, thì mình thấy là mình phải cần nên làm cái gì cho gia đình của mình, cho bản thân của mình để cho có lợi lạc. Nhưng mà khi nào mình bực bội, mình lo lắng, mình sợ hãi, mình tức giận, mình có cái bệnh trầm cảm, thì mình giống như mình nhốt mình trong cái phòng tối, không muốn tiếp xúc ai cả. Và có những vị, có những em lấy tánh mạng của mình tự vấn, tự giận, bỏ những đời. Và có những vị tự sát mình. Điều đó là rõ ràng. Cho nên hàng ngày chúng ta phải sống như thế nào để mình đáng là con của cha, con của mẹ của mình, con của tổ tiên. Mà mỗi chúng ta nên có được sống tâm linh, một là con Phật, hai là con của chiên, con chiên. Nó phải đi nhà thờ mỗi chủ nhật, đến tu viện mỗi chủ nhật để tu tập tâm linh. Bởi vì khi mình có tâm linh rồi, mình đau khổ, mình buồn thì mình biết mình đi về đâu để mà được có sự giúp đỡ, nâng đỡ. Còn nếu mà không có được sống tâm linh đó, thì mình sẽ dễ quen những người bạn sai, nên quen những bạn xấu, sinh hoạt những môi trường không có lành mạnh. Bởi vì Đức Phật mất chúng ta ai cũng người đàng hoàng, ai cũng một người tốt hết. Nhưng bởi vì cái xã hội, bởi vì những người bạn mình chơi, những cái môi trường nó không lành mạnh, làm cho mình trở nên người xấu. Nhưng mà nếu mình có tâm linh thì mình không bao giờ trở thành người xấu, bởi vì mình đã quy y Phật rồi. Thì mình phải giữ giới năm giới, không sát sanh, không trộm cắp, không tài dâm, không nói dối, người già, người nữa, không uống rượu cờ bạc say sưa.
Thì bên Thiên Chúa Giáo nó cũng có những cái giới mà con chiên phải giữ. Thì khi mình đã hướng về tâm linh rồi, mình đâu có thể nào mà không có sống đàng hoàng được. Còn khi mình không có tâm linh đó, thì mình không thấy mình có cái giới gì mình giữ, cho nên mình cứ thoải mái trong cái sự đọa lạc. Cho nên mỗi chúng ta phải sống như thế nào mà làm cho ba mẹ của mình hãnh diện và hạnh phúc được sanh mình ra trong thế giới này. Ba mẹ của mình có thể đi bất cứ lúc nào, người thân của mình đi bất cứ lúc nào. Cho nên mình còn cha, còn mẹ, còn sống với vợ, với con thì mình phải hết lòng thương. Không ai có thể bảo đảm là ngày mai mình sống được. Đời là vô thương mà. Life is impermanent. No one here can guarantee that you can live the next day. So live fully, live happy, live joyfully. Do whatever you can for your mom and dad, for your family. Strive for the best. That's a few words I'd like to share on this another day. And just for the best for everyone of you. Cầu nguyện cho gia đình của Eugene, tất cả con dâu, con rể, các cháu luôn ngoan hiền và sống rất là xinh đẹp. Được không Wendy? Can we do that? Good. Và trước khi chấm dứt xin gửi tặng bài hát cho đại chúng. So I have the Vinny version that I composed into the song and I give to all the mother and father. Tiếng Việt và những tiếng Việt Nam là như thế này. Từ đây là cha mẹ là nguồn hạnh phúc. Không có tình thương nào bằng tình thương của mẹ. Không có tình thương nào bằng tình thương của cha. Cha mẹ là nguồn hạnh phúc của con. Trong con có cha, trong con có mẹ. Nhìn vào anh em thấy nụ cười của cha. Nhìn vào chị em thấy măng hiền của mẹ. Cha mẹ là nguồn hạnh phúc của con. Bởi vì cha là ánh sáng đưa con vào đời. Cha mẹ là nguồn hạnh phúc của con. Bởi vì mẹ là trái tim đưa con vào đời. Nhìn vào anh em thấy nụ cười của cha. Nhìn vào mẹ em thấy măng hiền của mẹ. Cha mẹ là nguồn hạnh phúc của con. Bởi vì cha là ánh sáng đưa con vào đời. Cha mẹ là nguồn hạnh phúc của con. Bởi vì mẹ là trái tim đưa con vào lòng. Bởi vì mẹ là trái tim ru con vào lòng. Bởi vì mẹ là trái tim ru con vào lòng. Okay. Có ai muốn chia sẻ không? Wendy, come here, say, please. Come here, say.
Yeah.